Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau chỉnh tương quan màu sắc giữa đôi cánh và hình con ngựa sao cho hợp lý nhất về màu sắc. Đầu tiên tôi chọn cánh. Nếu như các bạn muốn chọn tùy chọn thế này và di chuyển nhanh như tôi, các bạn làm như sau. Các bạn chọn về công cụ trên cùng, chọn Auto Select và chọn phần Layer. Và tôi chọn vị trí nào thì chúng ta chọn vị trí đó ngay lập tức và chuyển ra lại. Tôi chọn đối tượng này. Đầu tiên tôi sẽ cho nó một công cụ chỉnh sáng, chúng ta gọi là Level. Các bạn chọn vào nó. Muốn level này tác động vào cánh chúng ta đang chọn thôi, chúng ta nhấn vào đây. Ở đây các bạn có thể di chuyển các vị trí này, chỉnh sao hợp lý nhất. Còn tôi nhập các thông số như sau: 20, 1.28 và 219. Enter. Tôi cần độ sáng như thế này. Sau đó tôi tiếp tục gắn cho đối tượng này một thành phần Face. Và tôi bấm vào đây để tác động mỗi đối tượng cánh bên này thôi. Và tôi nhập vào phần Saturation này, tức là độ tươi hay độ nhạt của màu. Ở đây tôi nhập -65 và đồng ý luôn. Bây giờ tôi muốn đối tượng màu sắc tôi chỉnh ở đây tác động vào đối tượng cánh này của chúng ta. Tôi chọn cánh này và thấy rằng hai đối tượng màu chúng ta đang ở trên này. Tôi cần chôn chọn thêm. Và các bạn nhấn phím Alt Delete, giữ chặt chuột trái kéo xuống dưới này, chúng ta đang sao chép nên rơi ở cánh bên dưới. Nếu như các bạn thấy hiện tượng nó làm trắng tất cả background chúng ta, các bạn nhấp đúp vào những vị trí này, hai lần chuột trái vào, bấm dưới này thôi, tác động xuống layer bên dưới là cái cánh này thôi. Và tương tự làm với thành phần bên trên này. Ok. Nếu muốn chúng ta có thể tiếp tục giữ shift, chọn thêm đối tượng bên dưới này, nhấn Alt Delete và thả phần con ngựa ngựa chúng ta ở vị trí này. Tôi kéo xuống dưới, đối tượng này tác động trực tiếp con ngựa chúng ta. Và tôi cũng làm tiếp theo, nhấp đúp vào đây và bấm tác động bên dưới thôi. Tiếp tục nhấp đúp thành phần bên trên này, tác động bên dưới. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã chỉnh màu tương quan một cách tương đối hợp lý giữa cánh hình ngựa sao cho màu sắc hợp lý và tương đồng ăn với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm bóng. Các bạn lưu ý rằng chúng ta một layer con ngựa này, chúng ta đã tách layer mask rồi. Tôi có thể nhấn Ctrl Z copy thêm một layer nữa. Sau khi nhân bản và có một layer bên dưới, bây giờ các bạn chọn phần layer mask. Tôi chọn ô ở đây màu đen. Tôi sẽ đổ hết tất cả màu đen cho đối tượng mask này. Và chúng ta chỉ lấy lại phần bóng của nó thôi. Tôi chọn layer mask. Và chúng ta nhấn tổ hợp phím Alt Delete Finish. Các bạn thấy rằng ở đây màu đen đã che phủ tất cả. Bây giờ tôi chọn về Brush. Tôi đảo ngược, tôi lấy vùng chọn màu trắng. Và đương nhiên rằng tôi sẽ chọn cọ mềm, nét tương đối lớn. Tương đối như vậy. Ok. Và cường độ của cọ tôi có thể cho 50% thôi. Tôi bắt đầu vẽ ra phần này. Các bạn thấy rằng tôi đang lấy lại phần bóng của nó. Các bạn zoom lớn đi. Lấy bóng một cách rất từ từ. Ok. Rất dễ dàng phải không các bạn? Đương nhiên muốn đẹp các bạn chú ý rằng ở ngoài bóng nhạt, ở trong tôi giảm nhỏ. Còn chuyển rét lại. Chuyển phải chúng ta giảm nhỏ. Cho nét rớt trong này đậm hơn. Gần chân thì bóng đậm và xa thì bóng nhạt. Còn ở đây, nếu như các bạn thấy rằng chúng ta đang thiếu một vài nét, thì tôi có thể nhấn C và cắt cúp hình lại. Cắt tới phần bóng mà thôi. Và tôi đánh phím Enter trên bàn phím. Vậy là chúng ta rất nhanh đã tạo màu và chỉnh sửa bóng cho hình con ngựa này.